Xin mời cả nhà món bò xào xà lách xoang chua ngọt. Nhìn nó đơn giản nhưng mà kỳ công lắm cả nhà. Ở xứ thổ này xà lách xoang trồng hơn 2 tháng mới có đó. Xin mời cả nhà. Rồi. Tháng đó cả nhà. Là cắt dọn lại rồi cả nhà ơi. Hè về là nó hoa nó khô rồi á. Đây là cái cây, mấy cây tía tô này cả nhà. Tía tô hôm trước mình kêu là ốc sên nó không ăn nhưng mà hôm nay nó cũng bị nó cắn nè. Bây giờ mình sẽ cắt cái đầu này nè. Mình cắt thì nó sẽ nứt mục nhiều hơn á. Đây. Mới khen ốc sên không ăn là nó rỉ liền. Đó, mình cắt xong rồi nó sẽ nứt nhánh ra. Còn cái đây là cái cây khổ qua ấy cả nhà. Trời ơi nó cũng cắn nè, ốc sên nó phá tinh luôn á. Đây. Gieo khổ qua từ cái hồi đầu mùa xuân mà tới giờ nó mới lên đó cả nhà. Một nói chung mùa hè là những cái hạt nó nằm sâu ở dưới á, nó bung lên. Mùa hè nắng gì nó dễ bung. Đây mình cũng cắt để cho nó nứt nứt nhắn. Đây nữa, tía tô hôm trước trồng ngoài vườn thì bị bác làm vườn cắt xói đất hết rồi. Cái đây là những cây trong chậu nè, vậy mà mình trồng trong chậu thấy nó cũng tốt á cả nhà. Lạc hà đang hái luôn. Lạc hà là tốt nhất đó. Lạc hà ở thổ trồng dễ lắm luôn, nó nứt tùm lum hết. Được một chút cũng được, ăn rau sống cũng thơm lắm đấy cả nhà. Tía tô này ăn rất là tốt. Bây giờ nhìn kỹ lại chỗ này là được hai cây khổ qua này cả nhà. Mong là mấy con ốc sên nó không cắn. Bữa giờ mình cũng ngóng trông nó lắm luôn á. Cây rau thần ô ở khúc này bây giờ là ra hoa nhiệt tình luôn. Một cây thôi đó, ra quá trời bông luôn. Rồi xong rồi nó sẽ đơm hạt, mình có thể làm giống được á. Đó, lấy ơn có hoa tím tím rồi này cả nhà. Cỡ một vài ngày nữa là nở đều hết. Đây, xà lách xoang đây cả nhà ơi. Vậy mà cũng lên được kha khá rồi nè. Mình hái vô mình trộn với thịt bò. Không biết cái này mình có thể để gốc xong rồi nó lên nữa tiếp không ta, hay là nhổ. Thấy nó ra cũng khá là dài cả nhà. Mình nhớ là ở Sài Gòn thì cái xà lách xoang này là thường là bán là từ trên Đà Lạt đem xuống ấy. Trời ơi, trên đất thổ trồng được xà lách xoang. Nó khá là non á cả nhà. Canh hoặc là trộn thịt bò dầu giấm ăn cũng rất là ngon. Nó có lẫn mấy cây cúc vô nữa kìa nha, tại lúc mình gieo hạt giống nó lẫn hạt giống cũng nhiều quá cả nhà.
mùa này vậy chứ. Có rau hái rỉ rả, rau Việt Nam á, hái rỉ rả rỉ rả, mùa hè là trồng được này kia á cả nhà. Mình thích trồng. Mấy cây cúc nó lẫn vô. Bên đây thì mấy em rau thần ô vẫn còn. Rau thần ô này nó nhỏ nhưng mà nó lên qua năm vậy đó cả nhà. Dễ trồng lắm. Bạc hà thì mùa này thì bao la. Bạc hà mùa này nó tươi lắm cả nhà. Đây, được mấy cây salad. Đây, và bò mình đã ướp đầy đủ gia vị. Ở nhà mình thì ướp gia vị ít lắm cả nhà, chỉ có chỗ này thì cho thêm dầu hào là nó cũng đậm đà rồi đó. Đây là xà lách xoan đã rửa xong, mình xào bò nhanh gọn lẹ, thêm một ít tỏi với lại hành tây, rồi cho dầu ô liu, cho tỏi hành vô. Thôi với cả nhà ơi, tỏi hành rán vàng cho bò đã ướp vô. Cho một ít cà chua. Cái cà chua nó kiểu đậm đà chua chua ngọt ngọt, xong rồi mình cho cái xà lách xoan vô. Mình thấy cái vị đó ăn ngon, nó giống như là cái món xà lách xoan trộn bò nấm giấm. Rồi vừa ăn rồi cả nhà, có dầu hào nó cũng khá là đậm đà nhưng không có nêm gì thêm hết. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và cho rau lên, tại vì Nguyên muốn rau nó không có chín, nó vừa vừa thôi. Cho ra lại tắt bếp. Trộn lên xong rồi đắp tiêu lên rồi ăn thôi. Trời ơi, đặc sản xứ Thổ đó cả nhà. Dễ gì mà có rau xà lách xoan này. Năm đầu tiên Nguyên trồng luôn á. Những năm trước Nguyên trồng rau muống rồi trồng những loại rau khác à. Hôm nay là tự nhiên đi mua hạt giống mà lên trang web thấy cái này là mua luôn vậy đó. Mà trồng nó cũng lên, mặc dù ít nhưng mà lên là mừng rồi. Nào giờ đây lần đầu tiên mà trồng rau xà lách xoay. Đó, cái nồi bò xào kỳ công. Trồng rau này 2 tháng. Hơn 2 tháng chứ. Từ hồi tháng 4, đầu tháng 4 mà giờ giữa tháng 6 là hơn 2 tháng đó cả nhà. Rồi, lên đĩa, lên đĩa. Mình muốn ăn dạng rau sống á thì mình để một ít ở dưới nè, xong rồi cái mình rưới cái nước sốt này lên bò cùng với bò. Ngon quá cả nhà ơi. Cuối cùng thấy bò nhiều chứ không thấy rau, cho nên là mình để một ít rau. Kiểu nó sống sống á, nhìn nó xôm xôm, thích ăn nhiều rau. Cái nước này cực ngon này cả nhà. Cái nước này mà ăn với cơm cũng rất là tuyệt vời. Xong rồi cả nhà ơi, xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà món bò xào xà lách xoan chua ngọt. Nhìn nó đơn giản nhưng mà kỳ công lắm cả nhà. Ở xứ Thổ này xà lách xoan trồng hơn 2 tháng mới có đó.
Xin mời cả nhà. Và ngày lễ ở Thổ thì trong các quán người ta sẽ để kẹo như cả nhà. Đây là mời mọi người miễn phí. Đây là cái Gloria Jean. Bye Ramla. Thank you, Annie. Thank you. A blessing. A fat ocean. Mùng 4. Ăn bún gà, nấu măng. Xin mời cả nhà. Hôm nay là ngày mùng 4 lễ hiến sinh, giống như mùng 4 Tết vậy đó cả nhà. Thì em chồng mình qua chơi xong rồi sẵn có cái rau bạc hà nè. Nó mọc nhiều lắm. Mình hái một rổ luôn. Hái nguyên rổ tặng cô ấy cho vui. Cuối tuần nhà mình đi chơi mấy ngày rồi cho nên là chắc cũng không có ăn nhiều. Hái rau dền nấu canh thịt bò cả nhà ơi. Món ăn chuẩn Việt. Rau dền non ơi là non. Tỉa bớt. Nãy giờ mình hái được nhiêu đây rồi đó. Rau dền nè, rau muống nè, rau cải nè. Có rau cải luôn đó. Hôm nay nguyên cả rổ rau Việt Nam. Hái ruồi rau muống. Đó, rau cải mình tỉa nãy giờ. Đó, để nó lên nữa tiếp. Cái đây là rau quế nè. Hôm trước mình gieo mình thấy nó không có lên. Mình mua củ hạnh về trồng rồi chứ. Tự nhiên bữa nay thấy nó lên. Cái mận là từ hàng xóm nó rớt qua cả nhà. Nó lên quá chừng rau quế luôn á cả nhà. Mình nhổ rau quế. Mình trồng ra. Tỉa bớt. Rau xanh non mà thích ơi là thích. Bây giờ mình sẽ đi trồng mấy cái cọng quế này. Đây là hoa hồng ở một cổng chung cư. Mùa này đi đâu cũng gặp hoa hồng hết cả nhà. Khu vườn này có hai cây hoa hồng cũng rất là xinh nè. Người ta làm những cái chòi giống như là kiểu Nhật Bản á. Ở Thổ Nhĩ Kỳ mình thấy người ta rất là thích phong cách Nhật nha. Công viên á, một số công viên cũng làm thiết kế theo kiểu Nhật á. Đây là hoa trên đường đi. Khóm này thưa thưa nhưng mà màu hồng này rất là đẹp á. Đó là tươi luôn. Cổng này có hoa trắng, hoa vàng, hoa hồng. Xinh. Xinh quá. Con đường hoa hồng.
Coffee is full. Go somewhere. Open it. Ooh.